Hồng Phượng bức xúc trên livestream, khẳng định sự thật vẫn là sự thật. Dù thắng hay dù thua gì, gia đình chấp nhận hết tất cả. Sự thật mãi là sự thật, nước lã thì không thể nào là được. Ủng hộ việc cậu Bảy từ con. Tiểu Linh tuyên bố thẳng là Tiểu Linh không có đứa con này. Võ Trần Thì Dung. Giờ tới cậu Bảy của tôi cũng từ con luôn rồi đó. Không mà nên như vậy, đừng có dính dáng gì nữa hết luôn đi. Hồng Phượng có buổi livestream trên mạng xã hội nhận được nhiều sự quan tâm. Cô nàng khá bức xúc và nhiều người cho rằng thái độ có hơi cọc cằn. Theo đó, cô chia sẻ, giữa những tranh chấp, dù thắng hay thua gia đình cũng chấp nhận hết tất cả. Bởi có thế nào gia đình cô cũng phải hướng đến tương lai. Nữ nghệ sĩ không áp lực quá về vấn đề này. Tuy nhiên, cô nói, mọi chuyện cũng sẽ sáng tỏ ra, đúng vẫn là đúng, sai vẫn là sai, và sự thật mãi là sự thật. Cô còn bày tỏ trong livestream nước lã thì vẫn vậy chứ không thể thay thế được. Biết thua rồi nên xả luôn, tức lắm rồi, đang khó chịu lắm, nhìn mặt sợ thiệt á, cái nét hiền quá ha, miệng nói không áp lực nhưng tâm rất tức, sự thật người ta đang tức, ủa mắc gì nổi cọc dữ dị, tâm sinh tướng nhìn Phượng là thấy uy tín rồi, Hồng Phượng về cuối bắt đầu mất kiểm soát rồi, giờ quay đầu không được mà mất tất rồi, chắc ấm ức dữ lắm, em thích cái nét này của chị, nét này mới đúng là chị nè. Bên cạnh đó, Hồng Phượng cũng đề cập đến vấn đề cậu Bảy từ con, cô cho hay, nên như vậy chứ đừng dính dáng gì nữa thì sẽ hay hơn rất là nhiều. Có thể thấy, thay vì khuyên ngăn cậu Bảy và bùm bùm hàn gắn thì Hồng Phượng lại bày tỏ một quan điểm khác. Cô cho biết, mình dù mang họ khác với nghệ sĩ Vũ Linh nhưng bản thân vẫn là con của nghệ sĩ Hồng Nhung và bà là em của ông Hoàng Cải Lương, nên cô có quyền trong câu chuyện tranh chấp. Nhưng cậu tôi chết thì nhưng cậu tôi không còn một người thân nào trơn hả? Chỉ có con với cháu ngoại thôi ha, mà con cũng không phải con luôn nữa. Hồng Phượng chia sẻ chắc chắn chẳng ai tốt, tôi cũng vậy, nhưng tôi không hại ai, tôi không làm gì ảnh hưởng đến ai, không hất đổ chén cơm của ai, không hạ bệ ai. Mẹ tôi nằm bệnh viện tôi đâu có nói, chứ mấy người vô chai nước biển chụp hình đăng lên luôn á. Hồng Phượng như đã dồn nén từ lâu nên trong livestream cô không kìm được cảm xúc của mình. Trước đó, Hồng Phượng và gia đình đã tổ chức sinh nhật cho cố nghệ sĩ Vũ Linh nhằm để tưởng nhớ ông. Mỗi năm là giờ này là vui lắm, mọi người là đụng lại nhau là nhiều bạn. Có năm trước thì ông có làm bàn ở dưới, năm bước trước là ở trên phòng thôi. Rồi năm ngoái là cậu năm ngồi vậy không nổi. Năm nay sinh nhật của cậu thì không có vui, chỉ làm để mà tưởng nhớ đến cậu thôi, cho nên là mình chỉ làm trong gia đình. Với những ồn ào đã diễn ra, Hồng Phượng có khoảng thời gian khó khăn trong việc làm nghệ thuật vì không được đón nhận nhiều. Cô mở một quán nhỏ kinh doanh, khi rảnh sẽ livestream hát và tâm sự. Trước đó, cô cũng từng có chuyến lưu diễn tại hải ngoại. Tuy nhiên, nhìn chung, việc Hồng Phượng được khán giả đón nhận như xưa có lẽ là điều rất khó. Như có lần cô đi diễn tại một nhà hàng ở Đà Lạt. Sau đó, nhà hàng này bị bão một sao và phải lên tiếng cho hay, họ không mời Hồng Phượng đến hát. Sự góp mặt của cô do tự phát. Mấy bữa nữa anh đi, gì nè? Vui, vui, vui là vui quá đi, vui, vui. Nhanh dẫn Ruby với mẹ đi chơi. Trên mạng xã hội của mình, Hồng Phượng vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh của cố nghệ sĩ Vũ Linh và bày tỏ sự yêu thương với người cậu của mình. Còn bạn thấy sao về thái độ của cháu gái nghệ sĩ Vũ Linh trong livestream? Hãy chia sẻ cùng Gian nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!